Khu tái định cư Đắc Lang như một khu phố giữa đại ngàn. Sau 3 năm nhường nhà cửa, hoa màu về khu tái định cư này, 33 hộ dân tưởng sẽ có cuộc sống như mơ trong những căn nhà giống như biệt thự khang trang, kiên cố. Song đã có 5 hộ lần lượt đến nơi khác sinh sống và những căn nhà như biệt thự này bị bỏ hoang. Nhiều người rao bán căn nhà đồ sộ này với giá vài triệu đồng nhưng cũng không ai mua. Một số thì họ có bán nhưng mà không có ai mua. Mua thì họ cũng hỏi giá rẻ, hơn mấy triệu bạc. Dự án thủy điện Đắc Rinh có công suất 125 MW, xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum với tổng vốn đầu tư 6.122 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, định canh là 1.644 tỷ đồng. Tổng diện tích đất của tỉnh Quảng Ngãi bị thu hồi hơn 848 hectare với 181 hộ trên 744 nhân khẩu ở huyện Sơn Tây, cũng như phần lớn người dân phải nhường nhà cửa, hoa màu cho thủy điện để về khu tái định cư. Hầu hết người dân về khu tái định cư thiếu đất sản xuất. Nhiều hộ dân có đất rẫy gần nơi sinh sống trước kia, bây giờ về ở khu tái định cư, việc đi lại đến rẫy mất nhiều giờ đồng hồ cũng là nguyên nhân người dân không còn mặn mà ở khu tái định cư. Thực tế là ngày xưa thì nó sống thì dễ hơn vì là ruộng rẫy nó còn. Ngày nay thấy thế này, tại sướng sướng này, đường cái rồi điện đường trạm đầy đủ, nhưng mà về đời sống thì nó khó hơn do không còn đất để canh tác rải ruộng rồi cũng không còn cái gì nữa. Nam hộ đây á, là khi lúc đầu họ vẫn ở, nhưng mà sau khi mà trường hợp là họ có trường hợp tự tử xảy ra đó, thì ví dụ như nhà có chồng cháy vợ cháy thì bây giờ ông đi lấy chồng khóc, lấy vợ khóc đó, qua thường qua bên đây. Phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây là nông dân, vì vậy họ cần phải có đủ đất để sản xuất, không chỉ nhằm xóa đói giảm nghèo mà còn bảo đảm có cuộc sống ổn định, bền vững. Do vậy, giải quyết vấn đề đất sản xuất cho người dân tái định cư vừa là trách nhiệm vừa là lương tâm của những người có thẩm quyền. Đồng thời, cần phải đề ra yêu cầu khi thực hiện tái định cư không chỉ có cơ sở hạ tầng mà điều kiện sản xuất của nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Có như vậy thì người dân mới có thể an cư lạc nghiệp trên vùng đất mới và cảm nhận sự hy sinh đóng góp của mình cho những công trình, dự án được chính quyền bù đắp thỏa đáng.